Mới đây thì Trung Quốc đã đồng ý xả nước theo đề nghị của Việt Nam trước tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra nặng nề tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì lượng nước xả từ hồ thủy điện Jin Hong phải đi qua khoảng 4.000 km và dự kiến lượng nước về đến Việt Nam chỉ còn khoảng 20%. Trong cuộc họp báo chiều nay tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện của Ủy ban Sông Mekong Việt Nam cho biết sẽ đặt hai trạm quan trắc để theo dõi lượng nước Trung Quốc xả vào hệ thống sông Mekong. Theo thông báo, Trung Quốc đã chấp thuận xả gấp đôi lượng nước xuống lưu vực sông Mekong bằng cách tăng lưu lượng xả hồ thủy điện Jin Hong đến hơn 2.000 mét khối một giây từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4. Nhiều chuyên gia cho rằng một số nước thuộc hệ thống sông Mekong cũng sẽ đón các đợt xả nước từ hồ Jin Hong, khiến lưu lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long là rất nhỏ. Và với lượng nước tính toán về đến Việt Nam thì chúng ta sẽ vẫn gặp khó khăn trong việc đối phó với hạn hán và xâm nhập mặn. Trước đó, qua con đường ngoại giao, Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc xả nước hồ thủy điện Jin Hong từ tháng 3 tới tháng 8 năm nay. Trong đó, bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5 tới, đề nghị có 6 đợt xả, mỗi đợt xả liên tục trong 7 ngày. Việc đặt hai trạm quan trắc đo lượng nước xả từ Trung Quốc sẽ tiện theo dõi các nước khác như Lào, Thái Lan, Campuchia, xem họ có lấy nước không và sẽ trao đổi thường xuyên với các nước này về lưu lượng nước cứu hạn hán và xâm nhập mặn với tư cách là thành viên của Ủy hội Sông Mekong.